Tám thời điểm càng im lặng càng thể hiện là người khôn ngoan. Kính thưa quý vị, im lặng là một loài hoa ngôn ngữ, không tỏa hương nhưng mang một vẻ đẹp thanh cao. Loại hoa này sẽ toát hết vẻ đẹp quyền uy của mình nếu bạn biết cách khai nở chúng đúng thời điểm. 1. Nếu bạn không xác thực được thông tin bạn đang có. Mục đích chính yếu của sự giao tiếp là có được những thông tin cần thiết từ nhiều nguồn khác nhau. Vậy nên, mỗi cá nhân đều mong muốn qua việc tiếp xúc với người khác mà có thông tin chính xác, đáng tin cậy. Nhận ra ý nghĩa của việc giao tiếp, bạn hãy xem xét, cân nhắc kỹ lưỡng, tính chuẩn xác của những thông tin mà mình chia sẻ. Chữ tín trong giao tiếp nằm chính ở những lần im lặng này. Ông bà ta cũng từng răn dạy rất rõ ràng: biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe. 2. Khi lời nói ra là lưỡi dao cứa vào lòng người khác. Trong những cuộc tranh luận sôi nổi và có xu hướng đi tới tình trạng gay gắt, điều mà một người thông minh sẽ làm đó là chọn lấy cho mình sự im lặng. Giữ lấy tất cả những cảm xúc đang trực tuôn trào và những mong muốn được chiến thắng bằng mọi giá là cách để bạn tránh được việc gây tổn thương cho người khác. Hãy thành thật với bản thân mình. Chúng ta luôn ý thức được dù ít hay nhiều sức sát thương của những điều mà mình sẽ nói. Vậy nên, khi chọn sự im lặng, chính là bạn đang từ chối việc làm tổn thương người khác. 3. Khi cảm thấy đối phương cần được lắng nghe. Lắng nghe chủ động, lắng nghe với tất cả sự chú ý và mong muốn được chia sẻ câu chuyện với người đối diện là một điều vô cùng quý giá, đặc biệt trong thời hiện đại, khi người ta không đủ thời gian để dành cho nhau. Khi bạn lắng nghe những điều người khác muốn nói, không cố ý chen ngang, cướp lời hay nghe một cách lơ đễnh, có nghĩa là bạn đang thể hiện sự tôn trọng của mình với người đối diện. Đó thực sự là một nét đẹp trong giao tiếp của những người cư xử văn minh. 4. Khi không có gì để nói. Chúng ta vẫn thường đánh đồng sự im lặng với không thoải mái, từ đó phải ép mình nghĩ ra một điều gì đó để trò chuyện và tạo bầu không khí vui vẻ. Tuy nhiên, trên thực tế, có những lúc bạn không có điều gì muốn trao đổi và đối phương cũng như thế. Vậy tại sao chúng ta không tận hưởng sự có mặt của nhau trong im lặng? Những khoảng tĩnh lặng đôi khi có thể mang tới sự bình yên cho mỗi người. Bởi khi bạn có thể ở cạnh ai đó một cách thoải mái, ngay cả khi không phải nói gì, đó là một dấu hiệu tốt cho một mối quan hệ. Nó có nghĩa là chúng ta hiểu và chấp nhận nhau. Chỉ cần bạn ở đây là đủ. 5. Im lặng trước những lời thiếu tế nhị. Ở bất cứ độ tuổi nào, chúng ta cũng không thể tránh khỏi việc phải nhận những lời nói khiếm nhã, thiếu tế nhị hoặc những lời lẽ châm chọc, khiêu khích từ những người khác. Trong những tình huống như thế này, im lặng chính là vũ khí đáp trả lợi hại nhất mà bạn có thể sử dụng. Thái độ im lặng của bạn sẽ là một câu trả lời mạnh mẽ để sự uy nghiêm, nhưng nó cũng vừa đủ mềm mỏng để không làm đối phương mất mặt và họ vẫn sẽ nhận ra thông điệp của bạn. 6. Khi bạn đang cố gắng thay đổi một thói quen sống. Thấu hiểu và cố gắng tìm cách phá vỡ một thói quen sống là một hành động quý báu. Tuy nhiên, việc thay đổi một thói quen không phải lúc nào cũng dễ dàng. Con người thường hành động theo thói quen vì chúng ta không theo dõi và can thiệp vào cách hành động của mình một cách có ý thức. Nói cách khác, chúng ta chỉ hành động và không suy xét tới việc tại thời điểm đó, cách ứng xử đó có phù hợp hay không. Vậy nên, khi chúng ta quyết định thay đổi những thói quen của mình, ví dụ như cách nói chuyện với bản thân và với những người xung quanh, những tư tưởng và cảm giác chống đối sẽ ồ ạt xuất hiện để ngăn trở sự thay đổi này. Đó chính là lý do tại sao chúng ta cần giữ im lặng cho tới khi có thể làm chủ những hoạt động tư tưởng của mình và hoàn toàn chế ngự được những tư tưởng chống đối. Sự im lặng và âm thầm sửa đổi sẽ làm tăng tính tập trung và hiệu quả cho hành động của chúng ta. 7. Im lặng là một sự đầu tư khôn ngoan vào thời gian.
Thay vì dùng thời gian làm việc tán gẫu, thì việc tập trung tâm trí và thời gian vào công việc, phát triển kỹ năng bản thân là lựa chọn thiết thực và thông minh hơn cả. Bởi những câu chuyện phiếm sẽ tiêu tốn của bạn một lượng lớn thời gian và tâm sức. Tán gẫu thực ra cũng có thể coi là một loại thuốc gây nghiện tinh thần. Nó có thể khiến cho bạn cảm thấy trống rỗng và cô đơn khi mà câu chuyện phải ngừng lại. Vậy nên, khi đang bị chi phối bởi mong muốn được tâm sự và bạn cảm thấy mình không thể dừng câu chuyện lại, hãy dành một giây để tự hỏi chính mình. Điều gì mới thật sự cần thiết cho cuộc sống? Nói cho thỏa mãn hay dùng thời gian đó một cách hợp lý và hữu ích hơn. 8. Khi bạn nhận thấy mình đang có mong muốn nói xấu một ai đó. Im lặng không chỉ là một cách ứng xử, còn là cách để bạn học cách điều chỉnh cảm xúc bản thân và có thời gian xem xét lại chính mình. Công bằng mà nói, khi đánh giá người khác, chúng ta đều có vài phần phiến diện, đặc biệt khi chúng ta không có thiện cảm với đối phương. Việc bàn tán về ai đó với ý định gây thiệt hại cho họ không thực sự đem lại cho bạn cảm giác của người chiến thắng. Thậm chí, bạn trở nên ngốc nghếch nếu người nào đó được nhắc tới là vợ hoặc chồng, người thân, bạn bè hoặc đồng nghiệp của bạn. Giải pháp hiệu quả nhất để giữ được im lặng trong trường hợp này là vượt qua cảm xúc tiêu cực cá nhân. Nếu cần, hãy tiếp xúc riêng với người đó và đưa ra những quan điểm của mình. Giữ im lặng đúng nơi, đúng thời điểm không khó nếu bạn quyết tâm rèn luyện sự kiên nhẫn và học cách trở nên bao dung hơn. Tuy nhiên, giữ được sự im lặng đúng đắn cũng không dễ, vì bạn cần chịu khổ một chút khi học cách kiểm soát chặt chẽ bản thân. Nhưng nếu bạn ý thức được ích lợi và sức mạnh của sự im lặng và lựa chọn luyện tập nó, chắc chắn những mối quan hệ hài hòa và bền vững đang chờ đợi bạn. Giàu không kết bạn, hoạn nạn chớ tìm người thân, càng ngẫm càng thấy đúng. Quý vị thân mến, con người ta sống một đời người, ai cũng chỉ có một lần. Số phận định sẵn, mỗi chuyện trải qua đều không thể lấy lại. Chúng ta chỉ có cách bước tiếp về phía trước. Trong đời người, những chuyện không như mong muốn là điều không thể tránh khỏi. Dù biết tai họa khó tránh, thế nhưng cũng có những điều chúng ta có thể học được người đi trước để tránh mắc phải sai lầm. Những người lớn tuổi đã trải qua và chứng kiến nhiều câu chuyện. Do vậy, kinh nghiệm sống của họ là bài học quý giá để chúng ta chiêm nghiệm. Không những vậy, có những đạo lý đã được đúc rút và lưu truyền ngàn đời này, phần lớn được gửi gắm trong những câu thành ngữ, tục ngữ cổ. Nhiều câu trong số đó tới nay vẫn còn giữ nguyên giá trị. Người Trung Quốc có câu: đừng thăm họ hàng khi nghèo, chớ kết bạn khi giàu. Nguồn gốc của nó xuất phát từ câu chuyện của Tô Tần, một thuyết gia nổi tiếng thời Chiến Quốc. Chuyện kể rằng khi Tô Tần còn trẻ, đã theo chân Quỷ Cốc Tử học hành và lĩnh hội được tri thức của Tung Hoành Gia, tức là học phái trong Cửu Lưu Thập Gia, thiên về nghệ thuật ngoại giao xuất hiện trong thời kỳ Chiến Quốc. Sau khi trở về nhà, Tô Tần đã nói với bố mẹ và anh chị rằng hiện tại bản thân có thể dùng ngôn ngữ, khả năng ngoại giao của mình để làm việc lớn, và trước tiên cần một khoản tiền vốn để bắt đầu sự nghiệp. Cha mẹ của Tô Tần hiểu rõ ông có tham vọng lớn từ khi còn nhỏ. Thêm vào đó, anh trai và chị dâu cũng hết lòng ủng hộ và tin tưởng Tô Tần có thể vinh quang trở về. Bởi vậy, cả gia đình đã lấy hết tiền tiết kiệm ra để hỗ trợ cho ông. Được sự ủng hộ từ phía gia đình, Tô Tần càng thêm phần tự tin. Ông bắt đầu mua sắm những bộ trang phục đắt tiền, mua một chiếc xe ngựa và thuê một người đánh xe để bắt đầu công việc của mình. Những tưởng khả năng